Xin kính chào quý khán giả đã đến với bản tin Tài chính bất động sản được cập nhật mới mỗi ngày của chúng tôi. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Chiều ngày 4 tháng 5, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã chủ trì hội nghị đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 3 tiếp xúc cử tri quận Nam Từ Liêm trước kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Tại hội nghị, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã thông tin tới cử tri về thời gian, nội dung kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Tại hội nghị, vấn đề tiền lương rất được quan tâm, vấn đề tiền lương chung của người lao động, cử tri Bùi Thanh Sơn, phường Cầu Diễn đề nghị nhà nước đặc biệt quan tâm tới chế độ lương cho cán bộ công chức, người lao động để đảm bảo cuộc sống, bởi hiện nay thu nhập của họ còn thấp, chưa đảm bảo cuộc sống so với mặt bằng chung của xã hội. Đồng thời, tăng thu nhập, tăng lương cho cán bộ công chức cũng là giải pháp để tránh tình trạng tham nhũng và tham nhũng vặt đang diễn ra hiện nay. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng thời nhận định đây là những ý kiến xác đáng, nội dung liên quan đến những vấn đề lớn thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Về triển khai nhà ở xã hội, ông Tuấn cho biết Hội đồng Nhân dân thành phố đã có nghị quyết về vấn đề này. Cụ thể hóa nghị quyết, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đã có kế hoạch phát triển nhà ở thành phố Hà Nội, trong đó đặt ra chỉ tiêu cụ thể đối với từng loại hình nhà ở xã hội, cải tạo chung cư cũ, nhà ở thương mại. Về cải tạo chung cư cũ, Trung ương và thành phố đã có chủ trương đảm bảo hài hòa giữa lợi ích của người dân và phát triển. Năm 2023 là một năm được dự báo có nhiều thách thức khó lường về kinh tế. Với mức tăng trưởng quý 1 chỉ 0,7%, thành phố Hồ Chí Minh lần đầu rơi vào nhóm các địa phương tăng trưởng thấp nhất cả nước. Bên cạnh những yếu tố tác động khách quan giữa các quốc gia lớn trên thế giới, nhiều bộ ngành thẳng thắn nhìn nhận tại cuộc họp của Thường trực Chính phủ với Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh ngày 16 tháng 4 rằng tâm lý an phận, sợ trách nhiệm cũng là lý do chính khiến kinh tế thành phố Hồ Chí Minh đi xuống. Một năm sau dịch, thành phố Hồ Chí Minh trở lại đường đua mạnh mẽ với tốc độ tăng trưởng GDP 9,3%, cả nước là 8,2%, đóng góp 15,6% GDP cả nước và đứng đầu các địa phương về thu hút vốn đầu tư nước ngoài 56,5 tỷ đô la. Tuy nhiên, chỉ sau 3 tháng đầu năm 2023, nền kinh tế đầu tàu của cả nước bộc lộ nhiều vấn đề khi ghi nhận tốc độ tăng trưởng chậm dần. Hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị còn nhiều bất cập, quy hoạch quản lý đô thị và sử dụng nguồn lực đất đai có mặt chưa hiệu quả, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước hạn chế, môi trường đầu tư chậm được cải thiện. Trong 5 giờ làm việc của đoàn công tác do Thủ tướng dẫn đầu, nguyên nhân cốt lõi gây ra sự sụt giảm tăng trưởng của thành phố Hồ Chí Minh được nhiều lãnh đạo bộ ngành đồng loạt chỉ ra. Đó là vướng mắc từ cán bộ, lãnh đạo và những người thực thi ở thành phố. Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung nói, tư tưởng thụ động của một bộ phận cán bộ hiện nay thể hiện ở 3 không, đó là không nói, không tham mưu đề xuất và không triển khai hoặc triển khai cầm chừng, vừa làm nghề vừa nghe ngóng. Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Chí Dũng thì dẫn chứng năm 2022, thành phố Hồ Chí Minh có 584 văn bản hỏi ý kiến và bộ này đã có 604 văn bản trả lời. Tuy nhiên, hầu hết vấn đề được hỏi đều thuộc thẩm quyền của thành phố. Đây là điều rất vô lý, thể hiện sự đùn đẩy, sự trách nhiệm. Trung bình mỗi ngày, bộ phải trả lời cho thành phố 2 văn bản, mà chúng tôi còn trăm nghìn việc khác. Ông cho rằng, ngoài việc các nguyên nhân khác nhau, tâm lý, e ngại, sợ trách nhiệm, chờ đợi, thiếu chủ động là lý do khiến kinh tế của thành phố Hồ Chí Minh sụt giảm. Nếu không giải quyết vấn đề này, thành phố Hồ Chí Minh khó tạo đột phá về tăng trưởng trong thời gian tới. Chung quan điểm, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an cho hay, tình trạng lo ngại trong thực tiễn công vụ của một bộ phận cán bộ công chức là có thực. Vấn đề này không chỉ diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh mà ở nhiều địa phương. Theo ông Hùng, có những việc đáng lẽ đã quyết theo thẩm quyền và quy chế, nhưng cán bộ vẫn thận trọng quá mức, lấy ý kiến rất nhiều sở ban ngành rồi chờ đợi. Từ vấn đề được mổ xẻ, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh khẳng định địa phương luôn coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, xử lý để phát hiện cán bộ nào tốt, cán bộ nào yếu kém, chưa ổn về tư tưởng, thiếu sức chiến đấu. Tuy nhiên, ông cho rằng thực tế cần thừa nhận là lực lượng tại thành phố Hồ Chí Minh đang dần quá tải sau đại dịch và trong quá trình phục hồi kinh tế. Chúng tôi đã xử lý rất nhiều, cán bộ yếu thì điều chuyển, yếu nữa thì cho nghỉ, thậm chí kỷ luật, ai chậm trễ, tránh né, trì trệ, sợ sai phạm, không dám làm, cầu toàn, thận trọng quá mức, cầu an thì đều báo cáo để thay đổi cầu thủ, thậm chí huấn luyện viên yếu cũng thay luôn. Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, đồng tình với nhìn nhận của các bộ ngành về câu chuyện tâm lý cán bộ trong thi hành công vụ tại thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị tạo môi trường hành lang pháp lý an toàn cho cán bộ làm việc, động viên người dám nói, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đặc biệt là khuyến khích bảo vệ người dám nói. Đồng thời, thành phố cần xử lý dứt điểm tồn động liên quan cán bộ, điều chỉnh, sắp xếp phù hợp với người năng lực và nhiệt huyết. Cán bộ cần tránh khuynh hướng sợ trách nhiệm, không dám làm
hoặc để xảy ra tiêu cực tham nhũng. Ông lưu ý, để đầu tàu kinh tế đạt mục tiêu bứt phá trong 3 quý tới, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng trình Thủ tướng và các bộ ngành 29 kiến nghị trong số 5 kiến nghị lớn được địa phương đặc biệt chú trọng, gồm phân bổ vốn đầu tư các dự án giao thông liên kết vùng, nhóm kiến nghị tháo gỡ khó khăn cho các dự án bất động sản, giải quyết nguồn vật liệu cát cho dự án vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, cơ chế triển khai đồng thời các công việc liên quan bồi thường, hỗ trợ tái định cư để đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm, bố trí vốn 3 bệnh viện cửa ngõ từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương. Ủy ban nhân dân thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2023 ở mức 7,5-8%. Hiện, thành phố Hồ Chí Minh chưa đặt vấn đề điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng mà tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp để tăng trưởng kinh tế cả năm khoảng 7,5% và tạo đà tăng trưởng cho các năm tiếp theo. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất về tài chính bất động sản, quý khán giả đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.